Hello nhá, chào tất cả anh em. Hôm nay mình anh sẽ tiếp tục lại giao lưu với anh em một mẫu uốn lâu lạnh anh em nhé. Lâu lạnh, như nào là lâu lạnh? Lâu lạnh thì bên trong nó sẽ có màu nâu và màu rêu và ánh kim, như thế gọi là màu lâu lạnh. Thì hôm nay mình anh sẽ làm cho anh em một cái clip ở trên tông level 6. Thì mình anh sẽ sử dụng màu anh em nhé. Anh em nhớ này, màu 7.1 cộng 688 màu rêu nhá, cộng green blue cộng blue. Đó. Tỷ lệ như anh tỷ lệ như nào thì anh em mà xem ở dưới phần mô tả nhé. Sau khi mình anh nhuộm xong thì ra được cái màu quá tuyệt vời luôn. Căn bản dạo này mình anh hơi bận nên là mình sẽ làm tóm tắt nhưng mà cho anh em xem dễ hiểu và làm được màu ok như khách hàng mong muốn mà mình mong muốn. Quan trọng là làm xong màu phải khách hàng thích thì mình mới đẹp tuyệt vời. Thế bây giờ mình đấy, ok chưa? Màu quá tuyệt vời, anh em là xem qua sản phẩm của mình anh. Màu lâu lạnh. Anh em nhớ nhá. Màu lâu lạnh bên trong màu nó sẽ có màu nâu và màu rêu và ánh kim. Như thế gọi màu là màu lâu lạnh. Thì mình anh sẽ sử dụng là màu 7.1 anh em nhé, 7.1 cộng 688 là 688 là màu rêu đấy, và cộng green blue và cộng blue thì sẽ ra được một sản phẩm màu lâu lạnh tuyệt vời luôn anh em nhé. Lượng trên tông 6. Các bạn dạo này nó công việc của mình anh nó hơi bận một chút nên là mình sẽ làm tóm tắt thôi. Tóm tắt nhưng mà anh em xem dễ hiểu và mình làm sao được cho cái màu mình khách hàng mong muốn mà mình mong muốn ok, làm xong khách cười là mình thích rồi. Mình anh cho anh em một công thức đơn giản và hiệu quả cao. Chúc anh em thành công nhé. Anh em xem clip thì hay thì nhớ like và đăng ký và chia sẻ cho mình anh để thêm động lực để làm nhiều clip hay hơn. Chị khách này đang trong thời gian điều trị mặt, thế là mặt của chị thì nó cũng hơi có một chút là về sinh lý. Anh em thấy màu ok không? Quá là tuyệt vời luôn. Chúc anh em thành công nha. Xem nhớ like và đăng ký ủng hộ kênh nha. Mình anh vừa đi uống rượu và xong nên là mình nói cái gì mà không phải thì anh em bỏ qua cho mình anh nhé. Mình anh rất muốn và mong sao cho anh em ngành tóc của Việt Nam mình càng ngày càng phát triển hơn. Nên là mình anh cho anh em một công thức tuyệt vời, nhẹ nhàng, chỉ một lốt nhạc là ok. Một phút nào ok. Anh em xem thấy hay nhớ đăng ký và nhấn chuông ủng hộ để theo dõi clip tiếp theo nhé. Rồi ok, tạm biệt anh em, chúc anh em thành công. Hẹn gặp lại anh em trong clip tiếp theo.